trở lại với căn bếp của Daisy Kitchen. Thì tuần trước mình có chia sẻ với cả nhà hai cách làm kim chi, thì tuần này mình sẽ chia sẻ với cả nhà món nướng Hàn Quốc, là một món ăn yêu thích của rất là nhiều người, và nhà Daisy cũng không là ngoại lệ. Thì hy vọng là cả nhà sẽ thích công thức này. Bây giờ mời mọi người vào bếp cùng làm với mình nhé. Để làm món ăn này, đầu tiên thì mình sẽ có xương bò. Thì mình có thử qua nhiều các loại thịt bò khác nhau, thì mình thấy cái phần xương bò thì nó sẽ cho cái phần nướng nó mềm và ngon, cũng như là không có vị dai. Thường nếu mọi người đi ăn ở ngoài, mọi người sẽ thấy là thường cái phần xương bò của người Hàn Quốc người ta sẽ để nguyên tảng, sau đó người ta sẽ cắt dọc, thì mình sẽ thấy cái phần xương nó đi kèm với phần thịt luôn. Tuy nhiên khi mình mua về thì mình cắt luôn cái phần xương thì rất là khó, cho nên mình sẽ lọc cái phần xương để mình nấu các món nước như món phở, còn cái phần thịt thì mình sẽ ướp nướng. Thường cái phần sườn bò này thì mình hay tìm mua được ở Burin, ở Mixmart hoặc là ở các farm shop cũng rất là hay bán. Hôm nay mình sẽ sử dụng ở đây là 600g thịt sườn bò. Đối với những cái phần sườn bò mà nó cái mỏng thớ quá thì mọi người có thể là nghiêng con dao để cắt xéo xéo một chút xíu, thì cái phần miếng thịt bò của mình nó sẽ dài hơn. Mình sẽ sử dụng ở đây thêm là 3 đến 4 cọng hành lá, mình sẽ cắt nhỏ như thế này. Tỏi thì mình sẽ sử dụng 4 đến 5 tép tỏi, mình sẽ đập dọc để lấy cái phần vỏ ra, sau đó mình sẽ băm nhuyễn. Làm cái món nướng Hàn Quốc ở nhà không có khó mà mình lại tiết kiệm rất là nhiều. Ngoài ra thì nó cũng là phù hợp với cái khẩu vị gia đình của mình nữa. Phần hành lá và tỏi mình băm nhuyễn, sau đó mình cho vào một cái thau hoặc cái tô, sau đó mình cho tiếp tục vào đây 1/2 muỗng canh nước tương Maggi. 1/2 muỗng canh nước. Mình sử dụng nước lọc. Đường thì mình sẽ sử dụng 1/2 muỗng cà phê đường nâu, 1/2 muỗng cà phê tiêu và 1/2 muỗng canh dầu mè. Đây là cái loại dầu mè mình sử dụng trong công thức này. Tiếp theo là 1 muỗng canh dầu ăn. Cuối cùng là mình sử dụng ở đây là 1 muỗng canh rượu vodka. Thì khi mà ướp cái rượu này vào trong cái phần thịt thì sẽ giúp cho cái phần thịt bò của mình nó mềm ngon hơn. Sau đó mình sẽ dùng cái muỗng hoặc là đũa để mình trộn đều các nguyên liệu với nhau để cho hòa tan cái phần đường luôn. Rồi mình sẽ cho cái phần thịt bò vào để mình trộn cho nó đều tay. Mình có thể là mang bao tay vào để bóp cho cái phần thịt bò nó thấm đều. Sau khi mà đã trộn phần thịt bò với phần nguyên liệu rồi thì mình sẽ cho vào tủ mát, bọc kín cho vào tủ mát để qua đêm ướp, như vậy thì nó sẽ thấm ngon hơn. Đối với phần thịt heo thì mình nên chọn cái phần ba chỉ heo, nó vừa có nạc vừa có mỡ thì nướng nó không có bị khô. Thì cái lượng thịt heo thì tùy sở thích của mỗi gia đình, mình có thể tăng hay giảm. Cho nên là mình sẽ không ghi cái số lượng cụ thể ở đây, bởi vì cái phần heo thì mình sẽ chỉ cần bỏ vào trong túi Ziploc, mình để đông cho nó cứng lại, mình cắt cho dễ. Sau đó mình cũng sẽ nướng mọi luôn, mình không có ướp thêm cái gia vị gì nữa. Đây là cái phần thịt heo mình đã để đông đá nó cứng lại rồi, thì bây giờ mình sẽ cắt thành những cái miếng vừa ăn. Thường phần thịt heo đông đá xong rồi mình cắt nó rất là đẹp, nhìn miếng rất là đẹp, tuy nhiên thì nó cũng hơi nặng tay. Mình sử dụng dao bản to và cắt dài khoảng 0,5cm như thế này. Mình không cắt mỏng quá thì thịt dễ bị khô, mà dài quá thì thịt lâu chín. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một số rau để nướng kèm. Mình ở đây mình có cà tím.
Cà tím thì mình sẽ rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt xéo như thế này. Nếu mà cái quả cà tím to thì mình sẽ cắt đôi. Cà tím sau khi cắt xong mình cho vào đây một chút muối, rồi một ít nước lạnh. Hoặc là mọi người có thể hòa tan muối với nước sau đó cho cà tím vào cũng được. Sau khi mà đã trộn cà tím rồi thì mình sẽ dùng một cái đĩa để mình đè cái phần cà tím xuống. Và mình sẽ ngâm ở đây từ 5 đến 10 phút cho cái phần cà tím nó ra bớt nhựa. Phần nấm thì mọi người có thể sử dụng các loại nấm mà mình yêu thích như là nấm cúc áo, nấm đùi gà để nướng. Thì nếu mà mọi người thích đẹp thì mọi người có thể là tỉa hoa như thế này. Còn không thì mọi người cũng có thể là chỉ cần cắt đôi. Sau khi mà nấm với cà tím đã được làm sạch và cũng như là tỉa hoa theo ý thích rồi thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Rồi mình có thể là sử dụng một cái nắp son hoặc là mình bọc màng bọc thực phẩm này lên để xóc đều cái phần dầu ăn cho nó thấm đều với cái phần cà tím cũng như là phần nấm, thì khi mình nướng nó không có bị khô. Tiếp theo là một số loại rau sống ăn kèm. Thì thường thì mình có lá xà lách và lá mè của người Hàn Quốc. Tuy nhiên mình không có lá mè thì mình sử dụng xà lách. Thường thì cái xà lách mềm thì mình sẽ dễ cuốc hơn. Phần dưa leo thì mình sẽ cắt thành những cái thanh vừa ăn cũng như cà rốt. Phần ớt chuông thì mọi người có thể là sử dụng. Nếu mọi người thích ăn thì mọi người có thể là sử dụng thêm. Cái này là tùy sở thích của mỗi người. Mọi người thích ăn loại rau nào thì mình có thể là chuẩn bị loại rau đó. Cuối cùng mình sẽ đi chuẩn bị cái phần nước chấm để ăn đồ nướng của người Hàn Quốc gọi là samgyang. Thì mình gần có ớt đỏ Hàn Quốc, tương đậu nành của người Hàn Quốc. Đây là hai cái nguyên liệu chính để làm nên cái món samgyang này. Trong một cái tô thì mình sẽ cho vào đây một muỗng canh hành lá, một muỗng canh hành tây băm nhuyễn, một muỗng canh doenjang tức là tương đậu nành của người Hàn Quốc, 1/4 muỗng canh gochujang có nghĩa là cái ớt đỏ Hàn Quốc. Tiếp theo là 1/2 muỗng cà phê mật ong, 1/2 muỗng cà phê dầu mè. Rồi mình sẽ trộn đều các nguyên liệu lại với nhau. Như vậy là cái phần nước chấm của mình cũng gần hoàn tất rồi. Trước khi ăn thì mình sẽ cho một ít mè rang lên mặt. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần nước chấm. Hôm nay nhà mình ăn đồ nướng thì mình có mua thêm là cái phần rong biển xào cũng như là phần kim chi dưa leo. Hai cái phần này thì mình đã mua ở Seoul Plaza ở Birmingham. Giới thiệu với mọi người luôn, đây là cái vỉ nướng đá Hàn Quốc mình mua ở E-Mart hồi mình còn ở Việt Nam. Thì cái siêu thị E-Mart này nó ở Gò Vấp. Thì mình cũng không biết là bây giờ nó còn bán cái loại vỉ nướng này không nữa. Tại vì mình mua cũng khá là lâu rồi. Thì mọi người có thể là tìm những cái vỉ nướng Hàn Quốc tương tự khác. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong cái cách mà nhà mình hay làm đồ nướng Hàn Quốc ăn tại nhà.
vừa ngon vừa rẻ lại được mình được ăn thỏa thích nữa. Thì hy vọng là cả nhà sẽ có thời gian để thử công thức này. Nếu mọi người có bất cứ những câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video. Để ủng hộ mình, mọi người có thể nhấn thích video, nhấn đăng ký kênh và không quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ bên phải để nhận được thông báo mỗi khi mình đăng những video mới lên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.